Anh em vào xỉu luôn, mình tờ lùi chỉ tám rất vui các chuyện bạn là trong video ngày vòng trong video ngày hôm nay với em giao kết thúc vòng 2 đua Raf Battle với S60 khá bất ngờ khi mà trong giờ phút cuối lại có tới hai người chơi leo lên đến trên 7 điểm là Achilles và NS Sleep. Hai người chơi này thì mình thấy đều hình như đều không phải Việt Nam, đặc biệt bạn Sleep này mình thấy rất hay lấy top 1 ở các vòng đua nhá, rất hay chơi lấy tầm khoảng 7 điểm top 1 vòng đua đấy để kiếm mảnh vạn năng cũng như mảnh draft. Theo lý thuyết mà nói thì 7.000 điểm là con số mà nhà phát hành đề xuất để các bạn thu thập được tối đa vật phẩm cũng như là điều kiện tiên quyết để có thể lấy được phần thưởng top 1. Nhưng hơi đáng tiếc là lần này thì lại bị một người chơi khác cũng nhiệt tình không kém, cũng thuộc bang NS, bạn Achilles, bạn ấy chiếm mất ngôi top 1. Hai người chơi này thì mình nghĩ là đều nằm trong khoảng top NS, Achilles. Mình thấy là gọi là ngoài top 30 luôn các bạn ạ. Mình sẽ thử xem trong top 40 có không nhá. Ở đây mình đang store thánh về top lục chiến chứ không phải trong top đấu trường. Tuy nhiên nếu như top đấu trường thì hơi khó tìm. Tuy nhiên thì top lực chiến này thì cũng có thể ước chừng được top đấu trường là bao nhiêu đấy các bạn ạ. Vì thường lực chiến cao thì thứ hạng trong đấu trường cũng sẽ cao. Như vậy là trong top 100 mình cũng không tìm thấy hoặc là đã bị bỏ sót. À đây rồi, may quá tìm thấy đây các bạn ạ. Bạn ấy sử dụng đội hình sáng thế rắn này, Geniko rắn, Saiki rắn, Rap là gấu, thần bài rùa và cuối cùng là Shion là hổ. Một đội hình pha tạp khá lẫn lộn. Chắc là mình đoán là bạn ấy sẽ phải lấy thêm một võ sĩ theo kiểu tam hệ đó, Mizuchi để thay thế thì mới hình thành Dream Team được. Và các bạn nhìn thấy bạn ấy dồn gần như toàn lực đẩy draft. Và đây cũng là con võ sĩ 6 sao thứ hai của đội hình bạn ấy, sau con Geniko thì quá lâu rồi. Đấy, để tăng sức mạnh và phòng thủ Achilles các bạn nhá. Đấy, level 103 rồi, nói chung là một người chơi chính chứ không phải clone. Đấy, nên là thôi Sleep cũng không có gì, mình nghĩ không có gì phải là buồn cả. Đấy, vì người chơi chính người ta đua thế là đúng rồi. Từ top 3 cho tới tận top 30 thì chênh lệch nhau với số điểm không đáng kể, chỉ 1 đến 2 cú click là sẽ thay đổi thứ hạng thôi, rất đều đúng không các bạn. Đấy, và top 30 chả hiểu đâu, 3.500 thôi đúng không, 2.800 thì ăn top 30 là quá ngon rồi. Đấy, chắc tay hoa hậu hẳn canh hộ như ông ấy say xưa, không có bao ông canh bóng robot bao giờ đâu. Phương Kem lấy 3.560 điểm, mình sẽ xem có đúng đây là LS Phương Kem nhé. Các bạn nhìn chữ Phương của lão ấy là thành chữ Quy. Ok, Phương Kem thì tra nhanh thôi. Đấy, vì mình biết là Phương Kem nằm trong top nào. Ừ đúng thật các bạn ạ. Tay Phương Kem này ghê thật đấy. Thay ai nhỉ? Chắc là lấy về mình nghĩ rằng Phương Kem phải có cái dấu nháy nháy nữa nhá. Từ từ đã. Phương Kem có dấu nháy nháy à? Chưa thấy được hình vì mình thấy rằng Phương Kem không cần thiết. Ừ có dấu nháy nháy thật các bạn này. Thật hợp với các bạn là mình không rõ Phương Kem ý đồ là gì, mình đoán nhá, đoán đấy nhá, là để lấy về để chơi nhiều chế độ khác, ví dụ như là chế độ mỏ. Như ngày hôm nay mình run nói cho các bạn là ra quá trời mỏ luôn, nhưng mà không thể giữ được, mình chỉ giữ được 2 mỏ thôi. Vì những cái mỏ kia nó, vì những cái mỏ vì nếu như mình giữ 3 mỏ kiểu gì cũng được. Đấy, thôi để mỏ vàng được nhiều lợi nhuận hơn. Mỏ kia không có đủ đồ để mà giữ, không có đủ quân để mà giữ. Đấy, ở đây này thay chắc chắn là sẽ thay Athena 102 thôi, đúng không các bạn? Đấy, hợp lý rồi. Ngày trước là Phương Kem còn có con Instinct nhé, cũng 6 sao đấy. Đấy, nhưng mà thay đi để cho Shion nó được là con võ sĩ nữ, thành ra là quay trở lại team số nữ đấy. Đấy, nhưng giờ nếu như mà thay Rap vào thì Shion lại thành võ sĩ nam. Đấy, cũng không rõ lắm đúng không? Chứ Eli mình nghĩ là cũng không thay đâu. Bạn nào đang sử dụng Eli thì chắc chắn sẽ biết cái độ chống chịu cực kỳ tốt của Eli nó như thế nào. Đấy, ok. Rồi, khá bất ngờ khi mà Phương Kem cũng ra vòng đua. Đấy, cái giờ phút cuối này thì nó sẽ xảy ra hai cái trường hợp để các bạn giống hệt như là cái vòng đua Death Vine ấy, lần trước. Mình đã bảo các bạn là người ta đua cao thủ là phải đua giờ cuối. Đấy, các bạn lại cứ bảo mình chém gió. Đấy, nhưng mà giờ cuối này mình quyết định mình không đua có lý do chân chính của nó các bạn ạ. Thì video clip này mình xin chia sẻ ý tưởng của mình một cách rất rõ ràng. Đầu tiên show túi đồ các bạn biết các bạn cái sự tính toán của mình là tại sao mình lại không đua cái
cái vòng quay Raf này các bạn nhé. Dù biết rằng Raf nếu về đội chắc chắn mình sẽ có tỷ lệ đánh những thằng Iskanov, cũng như là có cái sức phòng thủ chống chịu tốt hơn rất nhiều so với vị trí của Makaki và kỳ cả Tung đấy, chứ kể giảm công của nó là hoàn hảo hơn Tung. Nhưng mình không lấy, thứ nhất là không phải mình không có kim cương, mình sẽ show cho các bạn luôn cái lượng kim cương trong túi đồ của mình. Đây là một túi 588, mảnh vạn năng thì thôi khỏi bàn đi đúng không, lấy bóp về là được rồi, nhưng mình không thiếu mảnh vạn năng đâu. Chỗ này mình còn đủ để nâng cấp hai võ sĩ chứ không phải là một võ sĩ đâu. Hồ điệu sẽ không thiếu, đá thần cũng thế, nói chung đồ là đủ. Đâu rồi, đây giờ 322 nhân 88 đúng không, và 15 nhân 128 đúng không, thế rồi đúng không, 322 và 15. Thôi cứ vào máy tính cho nó lành. Đây 322 nhân 128, à quên, 322 nhân cái gì đấy, đùa tào, 322 nhân 88 bằng 28 nhá. Đó nhiều nhỉ. 15 nhân 128. 15 nhân 128 bằng gọi 2000 đi. Đấy, 2000 cộng với cả 28.000. Nó rơi vào khoảng 30.000 kim cương các bạn nhá. Như vậy là trong túi đồ của mình còn khoảng 30k kim cương cộng với cả 54.000 kim cương thì các bạn thấy nó rơi vào khoảng độ 85.000 kim cương đúng không? Khoảng 84-85.000 kim cương thì mình chỉ cần tốn khoảng 35.000 kim cương là mình sẽ lấy full even này thôi. Đấy, có một hồn vũ khí và cả rap nữa, tốn khoảng 35 vì đang có even tiêu kim cương, trả lại kim cương của các bạn mà nó trả lại ngon chứ không phải không ngon nhá. Đấy, trả lại cả mảnh hồn vũ khí này. Tổng là 20 mảnh hồn vũ khí đấy. Đấy, kim cương tính ra chỉ hết khoảng độ 35.000 thôi, chứ không hết 40.000, hơn 40.000 trong này đâu. Đấy, thì mình vẫn sẽ còn dư khoảng 33, khoảng dư khoảng 50k kim cương, thoải mái mà quay mèo đúng không các bạn. Đấy, vì kim cương không phải là cái vấn đề mà mình suy nghĩ quá nhiều, cũng suy nghĩ đấy nhưng mà không suy nghĩ, nhưng không vấn đề, không phải vấn đề mình suy nghĩ quá nhiều, mà cái chính là theo mình hết sức yếu tố cá nhân nhé. Đấy, theo mình góc nhìn của mình, trái với nhiều góc nhìn của nhiều top server khác cũng đã nhắm đến mình, rất nhiều top có server khác có nhắm đến mình là khuyên mình là từ lũ ơi, em với bạn lấy Raf về đi, chắc chắn là sẽ hiệu quả. Mình lấy về rồi, mình đã test rồi và thứ hạng trong đấu trường của mình tăng ghê lắm. Mình có một cái chiến báo hay lắm, có thể đánh nhật cả những top đấy, bằng cách là thủ được trước họ chứ không phải là công trước họ. Đấy, các bạn hãy có những người nhắn với mình như vậy, họ đưa cả clip rồi phân tích lý lẽ cực kỳ là thấu đáo và chuẩn xác các bạn ạ. Đấy, ngày hôm nay thì mình vẫn dành ở top 4. Do đánh thắng là đánh thắng được lão HH các bạn nhé. Đấy, phòng thủ trước được HH đâu rồi. Đây. Đấy, thì tí nữa show các anh em mà một tí. Mình nói thật với các bạn là hai đêm nay toàn thức đến 2-3 giờ sáng. Để nói thật là một phần là hơi khó ngủ. Đấy, ban ngày thì ngủ trưa hơi lâu nên thành ra là tối hơi khó ngủ một tí. Mình test đủ các bộ rune cho các võ sĩ, thần bài, tung tiếp các thứ đủ các thể loại. Đấy, sau đó thì xếp đội hình. Lúc thì mình cho thần bài lên trên, tung xuống dưới. Lúc thì đấy như này. Lúc thì lại cho e-stick lên trên. Đấy, test nhiều lắm các bạn ạ. Đấy. Rồi run, rồi phím mình đổi loạn xạ hết lên. Đấy, phím mình đổi loạn xạ hết lên. Mình còn ép phím cái thằng này yếu đi nhá, bằng cách thay bộ phím khác để cho cái chỉ số công của nó thấp hơn chỉ số công của tung. Nuôi tung mình ở hàng sau mà. Đấy, mình sẽ để tung hàng sau. Thì chỉ số công hiện nay đang cao vống như là 362. Có lúc mình ép nó xuống được thành còn 321 thôi. Tung lũy thành 322 thì tung thì ấy nó sẽ có chỉ số công cao hơn. Đấy thì con Ken này sẽ không bị ám bởi Superstar Athena, để không bị S-Mark Athena nó đánh vào. Đấy, mình cũng test cả các trường hợp như vậy. Rồi là thần bài mình ép cho full rune là rune thủ hoặc là full rune hồi máu, rune núi các thứ, nói chung là test nhiều lắm. Tung thì lúc thì rune sói, lúc thì rune sát thủ. Ken cũng thế, lúc thì run 6 sát thủ. Đấy, lúc thì run 6 sói. Đấy, đây là bộ run hỗn hợp rồi. Đấy, còn E-Stick thì đấy, bây giờ mình đang phải lắp cho nó bộ này. Còn Makaki check in check lại, mình thấy bộ này là hợp lý nhất. Còn dùng bộ này thì nó sống lâu quá thì lại không tốt. Đấy, thành ra mình đang sử dụng cho nó cái bộ này là bộ Ombom nhảy sông nhá. Rồi là hồn lực 5 cũng thế. Ôi mình test các loại hồn lực 5 luôn. Đây là hồn lực ám.
mình xin lỗi, đây là hồn lực giúp cho Magaki sống lâu hơn. Còn một loại hồn lực nữa là giúp Magaki chết nhanh hơn là hồn lực ạp ấy. Đấy, hiện nay mình đang dùng cho Istik. Nhưng mình thấy rằng Magaki mà chết ngay từ đợt 1 ấy, thì thật sự nó cũng chưa được hiệu quả lắm. Đấy, chiều nay thì chắc chắn sẽ đổi tiếp. Khi mà hồn lực ám này mình nâng cấp lên trạng thái 2 sao ấy, thì khi mà bị chết thì nó giảm nộ đối phương. Nó như là con Kasumi ấy, thì đối phương sẽ bị ngắt cái chuỗi combo. Đấy, có thể là Shion hoặc thần bài bên đối phương sẽ không được có nộ ngay từ đợt 1. Đấy, vì Instinct chết sớm quá mà. Đấy, thì mình thấy rằng là đấy thì nó mới hiệu quả. Chứ bây giờ thì nó chỉ là giảm công thủ bên đối phương thôi. Đấy, chưa được hiệu quả cao lắm. Nên thành ra mình chưa lắp cho... Nói thật là nó chưa hiệu quả. Vắn tắt là chưa hiệu quả. Mình đang sử dụng hồn lực này cho Maki. Nói chung là đấy, ép loạn hết lên. Bởi cuối cùng thì lại quay trở lại đội hình như thế này. Mình thấy rằng là hiệu quả nhất. Ở thời điểm hiện tại các bạn nhé, thần bài lên trên không một thi đấu luôn các bạn ạ. Bị nó đánh cho không hồi phục nổi, không thể nào hồi phục nổi các bạn ạ, hết sạch máu luôn. Đối phương nó đánh quá ghê gớm luôn, sức sát thương cũng như là giảm tỷ lệ hồi máu của đối phương nó kinh lắm các bạn ạ. Thần bài không hồi phục nổi, nên thành ra mình đành quay trở lại cái đội hình như thế này, tương đối quen thuộc, có thể các bạn đã nhìn thấy ở nhiều video clip rồi. Và đây mình xin khẳng định đội hình phù hợp nhất với A của mình ở cái thế trận S60 nhé. Đấy. Thì nếu như với đội hình như này thì nếu bây giờ mà thay Rap về thì nó sẽ hình thành cái thế trận như thế này. Đấy. Mình sẽ giả chắc chắn vị trí thay thế Rap sẽ là vị trí của Magaki. Thì bây giờ sẽ thay vị trí của Magaki như thế này, đúng không? Theo mình thì nếu như mà lấy Rap về thì sẽ phải Tung sẽ phải là vật hy sinh. Chắc chắn Tung sẽ là vật hy sinh. Tại sao như vậy? Vì hàng trước khi ấy sẽ là Athena. Chắc chắn Athena phải để hàng trước, mình thấy Athena hàng sau không có sức sát thương. Đấy. Và nó mà không biến hình được thì phí lắm các bạn ạ. Đấy là cái con Rap nhá, là mình sẽ phải để hàng trước. Khi đấy thì Magaki thì Tung thì cũng phải để hàng trước. Đấy, chứ chẳng nhẽ chạy để ai lên hàng trước bây giờ, hay để Istik hàng trước. Ừ, cứ giáo lý phải để Istik hàng trước. Đấy, còn hai con này chắc chắn phải để hàng sau vì nó có sức sát thương. Đấy, thì khi đấy thì nói thật với các bạn là team chắc chắn là nó sẽ khỏe hơn. Đấy, sức chống chịu trâu hơn, ổn hơn và mình sẽ có nhiều phương án tính hơn. Khi đấy bỏ Istik thì không có gì hối tiếc cả. Đấy. Nhưng mình nói thật với các bạn là sức chống chịu của Rap châu là châu thật. Đấy, nhưng đối đầu với những cái tay sừng sỏ trong S60, đấy, ví dụ thằng Di Lé chẳng hạn, các bạn lại thấy là Shion của nó châu lắm, thần bài nó châu lắm các bạn ạ, và nó cũng có hồn lực lăng, thì thần bài nó sẽ sớm tiến đến cái cảnh giới là có lá Joker. Có thể là ngay từ số 2 hoặc là số 3 nó có lá Joker rồi. Và khi đấy thì thật sự là rất khó để có thể mình tăng cơ chống chịu được nó. Rap mình tin tưởng là một tanker xuất sắc hiện nay, nhưng để bảo Rap chống lại được S-Mark của bài cũng như là kết hợp của S-Mark combo của Shion thì nói thật với các bạn, theo mình ấy, là không chống chịu nổi. Còn một số clip các anh em gửi cho mình thì nó là một cái trường hợp nào đấy thôi. Thông thường thì có lẽ mình nghĩ ở các server khác nhau thì cái thực lực của nó là khác nhau. Đấy, như các bạn cứ theo dõi thêm một các server clip ở trên group của Lão Phương Trọc này, có show các video các bạn lại thấy. Đấy, thần bài bây giờ sẽ là vai nhá, xem mà mình không ít vai đâu nhá, hơi nhiều vai đấy, rồi là Kensu Tiểu Long đó. Đấy là những cái con võ sĩ có thể đánh bay được tanh được Rap. Tất nhiên là một hit không giết được ngay, nhưng hai ba con dồn lại thì chết ngay. Đấy, chứ không phải đơn giản. Đấy, nên là mình thứ nhất là mình xét về cái vai trò tanker của Rap nếu như thay thế Magaki thì nó cũng không hơn được nhiều Magaki mình đảm bảo với các bạn là vẫn có thể chống chịu tốt được đấy lượt 2, thậm chí là lượt 3 nếu như mà đồng đội nó chia lam tốt, đối phương nó đánh nó không dồn tập trung mà nó chia lam ra thì đảm bảo các bạn vẫn dồn được chịu đến lượt 3. Đấy, cũng không kém gì Rap đúng không? Đấy, Rap mình nói thật đến lượt 3 là chịu rồi, vì khi mà thần bài đến đối phương nó có lá Joker rồi ấy, thì nó chém là bay hết, chứ còn đâu không có chuyện là chống được đâu. Đấy, hoặc là vai chẳng hạn đúng không? Đấy, đến lượt số 3 nó bị chết, nó hồi sinh, nó nhảy thì khó mà sống được đấy. À, nên là hơi khó dùng. Thì một bác thì có đề xuất cho mình để tránh Rap bị sốc đây thì hoàn toàn có thể sử dụng cái phương án thay thế, gọi một cái bài toán thay thế cho Rap thì gọi cực châu luôn, đó là sử dụng cái hồn lực Warden cho vị trí của Rap. Đấy, thì mình thấy rằng đấy cũng là một ý tưởng rất là hay, nhưng như thế thì võ sĩ tanker còn lại hỗ trợ cho Rap ấy thì bây giờ sẽ là ai? Tung đảm bảo với các bạn, mình đã lắp cho cả cái hồn lực Vuitton này, cái hồn lực là cực kỳ và phù hợp cho Tung rồi, giúp cho Tung sống nhây hơn nhiều. Ít nhất Tung có thể chống chịu được số 3 nhờ một cái hồn lực này. Còn không thì nó chỉ tồn tại được trong vòng được 2 lượt thôi, đảm bảo với các bạn. Không quá 2 lượt, nhưng phải có cái này thì mới qua lượt 3.
Qua lượt 3 thì bên mình nói chung là đủ lớn rồi, thì có thể là tồn tại đến 4 lượt 5 khi mà Ken cũng như là S-Mark bài của mình hoạt động tốt được rồi, đúng không? Cũng có thể làm giảm sinh lực địch rồi thì cũng có thể là tồn tại thêm. Nhưng mà nếu như không có cái này khó mà sống. Cụ thể cái hồn lực này thì khi mà tung dưới 50% máu và vẫn bị tấn công thì nó sẽ cướp lấy 20% HP của một võ sĩ bên địch. Võ sĩ đấy là nhiều hơn 30% HP nhá. Đấy, và tối đa lên được tới 3 lần. Đấy, thì các bạn lại thấy đây là một cái mà giúp cho tung nó sống rất là lâu. Đấy, thì nói thật nhưng mà lấy thôi, nhưng mà nó không chia đam được với cả Ram đâu. Đấy, thì buộc phải có Athena. Mà Athena không có cái hồn lực này đảm bảo với các bạn còn dễ bị sốc chết hơn nhiều, dễ sốc chết hơn Ram nhiều. Athena nói gì thì nói thì vẫn là một võ sĩ kỹ, và nó sẽ bị những võ sĩ đả với đối phương, nó chém thì thấm lắm các bạn ạ. Shion nó chọc thì thấm lắm, không có cái giới hạn sát thương này thì đứt. Đấy, ngoài ra thì cái hồn lực này mình đã nâng lên cái tầm kinh khủng khiếp rồi, và nó làm nên tên tuổi của Athena chính là nhờ cái hồn lực này đấy các bạn ạ. Cụ thể ở mức độ 5 sao, mức độ 4 sao thì nó là giới hạn sát thương nhận vào chỉ là 30% cây máu tối đa. Đấy, ngoài ra thì tăng cho bản thân 20% tỷ lệ đỡ đòn và kháng chí mạng. Nên các bạn lại thấy con Athena của mình đỡ đòn hơi bị nhiều, cũng như là có cái sức chống chịu tốt hơn hẳn, ít khi bị nảy chí mạng. Đấy, chính là hồn lực này. Ngoài ra ở trạng thái 5 sao, mỗi lần bị dính hiệu ứng bao gồm đóng băng, câm lặng, thiêu đốt, chính xác là thiêu hồn chứ không phải thiêu đốt các bạn nhá, thiêu hồn thôi chứ thiêu đốt thì nó vẫn dính như bình thường, hóa đá hoặc là mê hoặc ấy, các bạn ấy nhìn thấy gần như là đều giải hết, nó sẽ tự động giải cái hiệu ứng đấy và hồi cho bản thân 8% máu tối đa 2 lần trong một lượt chứ không phải một trận các bạn nhá. Nghĩa là trong một trận con này dính càng hiệu ứng càng tốt, cứ 2 hiệu ứng là tốt nhất, 3 hiệu ứng cũng được nhưng mà 2 hiệu ứng là tốt nhất. Đấy, thì nó sẽ hồi lên tới 16% máu. Thì Ráp làm sao mà sử dụng được khi mà Ráp làm miễn nhiễm hiệu ứng, thì cái 5 sao này dùng cho Ráp nó phí đi, không phù hợp với cái điểm đấy. 4 sao thì phù hợp cho Ráp nhưng 5 sao lại không phù hợp cho Ráp. Và các bạn biết là mình đã tiêu tốn bao nhiêu đồ để nâng cho con này rồi đúng không? Đấy, người ta đua bốt là bầm, các bạn nhìn phương kem ông ấy có VIP 7 hay sao ấy, mà các bạn nhìn thấy bốt của họ bầm luôn, họ có cả E-Stick 6 sao không thèm dùng luôn, tứ môn không thèm dùng luôn. Nhưng mà mình làm gì có sự lựa chọn các bạn, mình còn chưa có thằng Kyo 4 sao. Đây, từ chất 15 hiện tại còn lại của mình là thằng Omega Google. Ok. Elizabeth thì vừa mới lắp được mấy hôm mà chưa lâng, tất nhiên là cũng chỉ lâng để tăng uy thôi, chỉ cũng hoặc là sau này thật sự là mình định đưa Elizabeth vào viện trợ nên thành ra lắp vào thôi. Còn hội còn lại thì có mảnh nào dùng free mảnh đấy chứ đã có đâu đúng không, làm gì có được tham gia vòng đua bot nào. Nhiều ông mình lấy bot là cách cứ mỗi vòng đua này công ấy đua khoảng độ 300 và 1000 điểm đấy, cầu hên xui và thường là hên là được đấy. Mình không dám luôn các bạn ạ. Ê, chỗ kiếp đen đuổi nó quen này, thành ra không dám chơi trò hên xui đấy, thành ra không có bot mấy. Nói thật các bạn, uy của mình chấp một phần là cũng không có bot vì mình không đầu tư vào bot các bạn ạ. Mình ý ở đây là mình không đầu tư dàn trải vào bot mà mình gọi là một người trung thủy đấy, không có thích thay lòng đổi dạng đúng không các bạn. Đấy, mình vẫn dù thằng Ma Ki trông rất là gớm ghiếc nhưng mà mình vẫn sử dụng nó các bạn nhá. Rồi, vẫn sử dụng nó là một cái tanker. Đấy là cái lý do tiếp theo mình không lấy thằng Rapetto. Đấy, một lý do nữa mà mình không lấy Rapetto là trong tương lai thì không chỉ có Ken, không chỉ có Vice, nó nhảy rap đã thấy thốn lắm rồi. Không chỉ có Vice mà sao còn cả Teleco. Nhưng mà mình nghĩ Teleco không hiệu quả bằng Vice đâu. Vì Teleco mình nhìn nhanh là hình như là không có xuyên miệng không. Đúng không nhỉ? Không nhớ lắm nhưng mà có xuyên miệng không. Nhưng mà cái Lan là không xuyên miệng không thôi. Ừ, có xuyên miệng không. Cái Teleco nó đấm cũng chết. Đấy, Major nó đấm thì thôi rồi. Mizuchi nó đánh cũng chết. Đấy, cũng thấm Mizuchi được kỹ. Đấy, còn rap sẽ là vệ. Đấy, thì kỹ nó sẽ tăng sát thương lên vệ thì cũng là hơi bị mệt đấy. Đấy. À, rồi ai đánh nhỉ? Kiệt Lạc thì hình như là không đánh được Rap. Kiệt Lạc. Rap thì nó lại không sợ thằng Kiệt Lạc. Đấy. Đấy, đấy ý của mình ấy về cơ bản là cũng nhiều con khắc chế được Rap trong tương lai. À, mình nghĩ là nếu mình lấy Rap về ấy, thì hạn sử dụng chắc cũng tầm khoảng 5 đến 6 tháng. Và theo mình con số 5 đến 6 tháng không phải là một con số thời gian mình ưa thích. Magaki không biết mình phải dùng đến khi 5 đấy. Đấy. À, tung thì phải 15 rồi, à tung thì 7 tháng rồi. Hết tháng 8 hay là 7 tháng. Mình vừa mới tra clip YouTube 7 tháng rồi. Mình hôm trước có nói vui trên stream là mình sẽ dùng tung 15 nhá. À, các bạn lại thấy mình không nói dối. Mình sẽ dùng tung khoảng 15 để các bộ sĩ Athena 15.
Mỗi chung mỗi con sử dụng khoảng 1 năm. Đấy, vòng tuần hoàn nói như thế các bạn nhá. Đấy, còn lại thì kim cương nhiều thì ông dùng thì ông chơi việc gì đúng không? Các bạn thứ nhất là thú thích kim cương. Đấy, là một cái thú vui mình vẫn nói là tao nhã, cao nhân thế đương thế thì mới có cái sự cảm nhận như thế được. Đấy nhất. Ngày thứ hai các bạn ạ, nhìn thì nhiều thế thôi. Nhưng mà ngay sắp tới event tới các bạn thấy rồi, ngày chiều nay thôi sẽ là event Hồ Đực Lăng. Mình chắc chắn sẽ phải xả một lượng lớn để lấy hồn lực cho cái hồn lực bạo tố này nó lên chứ. Đấy, nói gì thì nói, hồn lực của mình hiện nay toàn là hồn lực phòng thủ. Và thủ thì nó chỉ để bao cách, nó vẫn phải tấn công lại thì mới thắng được. Chứ các bạn không thể lấy thủ làm công đâu. Lấy thủ làm thủ để từ đó làm nền tảng để tấn công đối phương, để có võ sĩ của bên mình gọi là không chết thì mới tấn công của đối phương. Chứ nhưng mà các bạn lại không có đồ tấn công thì nói thật thì lấy cái gì mà chiến thắng, đúng không? Đấy nha, mà cái đồ hồn lực tấn công tốt nhất hiện nay thì nó phải là Storm Fire Shield, hồn lực bảo tổ. Thành ra mình sẽ lấy hồn lực này nhá, ít nhất là lưng cho nó lên 3 sao, 5 sao thì khó quá, ít nhất là lưng lên tầm 3 sao. Đây giờ lưng luôn thì các bạn thấy này. Đấy. Máu thì mình đủ rồi, giờ thiếu sách thôi, tốn đấy các bạn nhỉ, lưng tốn máu vầm luôn. Đấy, hai cuốn nữa thì mới lưng ngược lên tới tầm 3 sao. Đấy, chiều nay thôi, tối nay livestream đúng không? Chìm nhá. Đấy. Thì mình sẽ sử dụng. Thì nó cũng không còn dư được ba bao nhiêu kim cương đâu. Rồi là Teriko là một võ sĩ cực mạnh, có khả năng craft. Teriko hàng trước để được không nhỉ? Không để hàng sau, ba con hàng sau E-stick cho lên hàng trước cũng được. Đấy, đấy Teriko nữa chẳng hạn. Đúng không? Phiên bản Đài Loan ai không lấy Teriko người ta gọi là thằng ngố. Ok, tôi là cả ngố đấy ạ. Mình sẽ không phải là một thằng ngố các bạn nhá, ở server quốc tế. Ok. Rồi sao nữa? Rồi còn vòng quay tháng mới cũng chưa biết là cái gì đúng không? Teriko có thể không có cái đấy. Rồi còn thêm nhiều tính năng khác nữa chứ, rồi hot rune, hot việc các thứ, vân vân. Về cơ bản thì kim cương không dùng thì vẫn còn đó. Chứ bây giờ mình mới lấy còn 50k kim cương là nói thật là sẽ không còn cái một dự phòng. Ví dụ đùng cái nó lại cho event sinh nhật sớm thì làm sao? Đấy thì lại ngồi nhìn à. Thế là mình vẫn thích kim cương nó giữ được một tí. Đấy thì mình sẽ dễ tính toán hơn. Thì vòng đua rap biết là ngon, thật là cũng ngon. Đấy, không lấy mình tiếc lắm đấy. Bảo là không thèm rap là sai nhá. Vì mình thật dùng nó dễ hơn dùng còn mà thì chắc chắn là dễ dùng hơn. Đấy. Dễ dùng ngon hơn nhiều cho con mà kỳ, nhưng mà nó là sự đánh đổi. Nếu như mình lấy rap mình sẽ phải bỏ đi nhiều thứ. Mình lấy ví dụ còn 50k kim cương thì có liệu có dám chơi event hồi được 5 chiều nay không? Hỏi nhanh có liệu không là tôi không có dám không? Đấy, vì mình tiêu xong mình sẽ lại tính là cái một túi đồ là còn tới 50k. Đấy, nhưng mà liệu như thế có dám chơi không? Liệu có dám chơi được 5 không? Chơi xong đảm bảo các bạn tỷ lệ cái gì nhỉ, hụt mèo không phun mèo cao lắm các bạn ạ. Mình ít nhất mình phải thủ tầm 50k kim cương túi đồ mới dám nói là phun mèo. Chỉ 45k như câu nghĩa là mình hụt mèo mấy lần này, event mấy lần này, khổ quá các bạn ạ. Nên là mình không thích. Ngoài ra nói thật với các bạn nhé, đồ trong túi đồ của mình ấy là cũng chưa đủ để nâng cấp raft lên đến cái tầng này, người dân tự chọn hết rồi còn đâu nữa, làm gì còn mấy đâu, còn 5.000 hộp để ăn thua gì. Đây là cái nguyên liệu, đây là supply đúng không? Đây là nguyên liệu nào nhỉ, nguyên liệu nâng cấp cho raft ấy, khiên với cái đao với súng gì ấy. Đấy là nói thật là mình cũng không còn mấy đâu, nên mà nếu mà lấy về bây giờ nhá là sẽ phải thay thế thằng Magaki đi, gỡ thằng Magaki đi. Mà nói thật với các bạn, mình lười cái khoản gỡ ra gỡ vào lắm các bạn ạ, mất thời gian lắm, nên nói thật đấy cũng một phần là lười, anh cũng không muốn lấy ra lưng lên lưng xuống mất thời gian lắm. Mà nói thật là đấy, cái khả năng chống chịu của Magaki trong 2 lượt đầu theo mình không thua kém ráp bao nhiêu, ráp mà điểm 10 con này phải điểm 6 phải điểm 7 đúng quá. Đấy, chứ cũng không hẳn là thua kém nhá. Và ngoài ra con này nó chết đi các bạn ạ. Đấy, thì cũng ám bên đối phương. Đấy, thì thay vào đó thì mình sẽ bu cho đủ thủ để mạnh nha. Như vậy trước ở bên mình dự kiến sẽ là như sau. Khi mà có hồn lực 5 về. Đấy, đội hình vẫn như này thôi. Đấy, chiến thuật sẽ như sau này. Mình sẽ để làm sao thằng này chắc là sẽ dễ chết lắm. Đấy, thằng này sẽ rơi ám nhá. Thằng ám phát nữa là hai con ám nhá. Đấy các bạn lưu ý con này ám, thằng này ám, hai con ám nhá. Đấy, thằng này ám như vào bộ 6. Bộ rune 6 của nó, bộ rune 6 núi.
Đấy, và nội tại ám của nó ở lượt 2 các bạn nhá. Ờ nhưng mà lượt 2 nó đích nổ nhỉ. À đầu lượt 2 nó nổ các bạn ạ. Ờ của mình. Các bạn lưu ý lượt 1 của mình nhá. Đầu lượt 1 của mình nhá. Hay là lượt 1 ấy. Thì con này nó không có ý nghĩa gì đâu. Nghĩa là chết là chả được cái gì đâu vì rune nó chưa nổ. Nhưng mà đầu lượt 2 mà con này đầu đến đầu lượt 2 của đối phương nhá mà đánh nhá. Con này mà chết thì lại hiệu quả nhá. Ví dụ như rune nó nổ rồi. Đấy. Còn thằng này thì chết là do hồn lực 5 ám đối phương nhờ hồn lực 5, nó sẽ có cái giảm nộ đó. Tí nữa mình sẽ bùi cho nó. Các bạn thấy là mình sẽ lên cho nó 2 sao nó sẽ có giảm nộ đó. Còn không là chỉ có cái ám 50% công thủ của kẻ giết nó thôi. Không giải được đâu, ám nó không giải được. Đây, ám không giải được. Đấy, còn ám của rune là ám toàn bộ đội hình. Còn ám của hai thằng này là hồn lực 5 và ám nội tại con này đều là đám đơn mục tiêu. Đấy. Thì các bạn lại thấy là đấy mình sẽ dùng đòn ám nhá, hai con này hy sinh. Còn tung mình ở rồi ít nhất phải sống đến lượt số 3 để còn chia lam ra chứ mình Athena đoạn đầu nó yếu các bạn ạ. Athena nó phải có đủ thời gian để nó gọi là đủ cái nội tại. Đấy, đủ nội tại, đủ sống lâu thì nó mới trâu. Khi đấy thì một mình Athena cân là đủ. Đấy. Tất nhiên là đối phương cũng phải khi đấy hàng tấn công bao gồm Esmarken nội liên tục. Bài bây giờ sẽ hồn lực bạo tố, nó sẽ là hồn lực bạo tố, nó cũng do sẽ công duyệt kỹ cũng đều hơn. Kể 5 sao thì best, nhưng mà 3 sao thì chắc vừa vừa đấy. Tương lai sẽ là 5 sao các bạn nhá. Đấy thì nó sẽ cùng với Ken công phá hết hàng trước hàng sau đối phương. Đấy thì sẽ đưa về thế trận là 3 đấu 3 ở khoảng lượt số 3 hoặc lượt số 4, lượt số 4 ấy. Là 3 đấu 3. Mình nói thật, 3 con bên đối phương ấy thì 2 con mình nói thật tụ vào không giết nổi được Athena đâu. Mình đảm bảo các bạn khó giết được Athena lắm. Đấy. Cực kỳ khó giết luôn. Đấy thì còn đâu 2 con này hàng sau của mình nó sẽ tha hồ nó quậy đối phương thì đánh lết thì nói thật là team mình không xoắn, thần bài không xoắn, Ken không xoắn. Đấy, Ken càng nhiều long thực càng khỏe, nhanh cho nó vuông. Ok, đấy là dự kiến các bạn nhá. Đấy, trong tương lai nó sẽ là như thế đấy. Rồi, còn đâu thực tế thì như thế nào thì chưa biết. Còn thời điểm hiện nay mình ngoài ra một yếu tố nữa cực kỳ quan trọng. Đấy là yếu tố quan trọng nhất trong mọi yếu tố để mình không lấy ráp các bạn ạ. Đó là nếu như mà có lấy ráp về thì mình đảm bảo với các bạn là cũng không chắc chân top 1, top 2, top 3, top 4 đâu. Người ta còn lấy ráp trước cả mình ấy. Ráp của họ còn trâu hơn ráp của mình ấy. Chứ đừng có đùa, họ còn kinh nghiệm sử dụng ráp tốt hơn của mình. Đúng không? Đây này, đúng không? Đỏ lom đây, ông này cũng có ráp này, đúng không? Ông này cũng có ráp đây này. 4 ông này, 5 ông. Ờ, ông này siêu nữa thì không nói rồi. 6 ông, 7 ông, 8 ông. Như vậy, có mỗi ông mà chơi team siêu nữa thì tất nhiên là lấy ráp về làm cái gì. Ráp cái siêu nữa là điên. Chém gió thế mà ông làm thật ấy. Đúng không? Thì các bạn lại thấy là có 8 trên 10 không? Mình sẽ đếm tiếp luôn ở trong top. Ông này lấy về rồi các bạn nhá. Chiều nay là mình đoán là sẽ thay vào thôi. Mình sẽ đếm tiếp luôn để các bạn lại thấy là toàn là rap và rap thôi. Giang Cà Mau lại mới, một dân chơi mới nổi các bạn ạ. Và có tỷ lệ oánh hẳn vào top 3, top 4 luôn đấy nhá. Vấn đề là nó có tỷ lệ này. Đấy. Cũng có rap luôn. Phương Kem mình bảo có rap rồi nhá. Jimmy thì lấy rap thì như từ vòng 1 rồi, nhưng nói là vòng 2. Đắc cũng có luôn. Xuyên đêm xuyên ngày cũng có luôn, ông này cũng đánh được vào top đấy các bạn nhá. Đừng có tưởng 3,1 triệu là thường. Cũng có rap luôn. Nhưng mà 5 sao. Black B cũng không chịu kém cạnh. Owan. Chavorel thằng VIP 10 là 8 ấy thì mình show các anh em xem này, thằng VIP nói chung VIP 15 cộng rồi đấy. Ngày xưa là VIP 13, bây giờ VIP 15 rồi đấy. Kinh thật. Cũng Ken, đội hình thì các bạn nhìn thấy cũng na ná giống như mình. Họ không sử dụng Makaki nhưng và Athena họ chưa S-Mark nên là Athena sẽ để hàng sau thôi. Hàng trước sẽ là rap thần bài. Mình đồ vào như vậy nhá. Đấy, mình đoán như vậy không chắc chắn. Đấy, Akashi sure đây, siêu clone đây các bạn này. Đấy. Ở chỗ ông này chơi hay lắm. Từ ngày xưa cầm ATTV mình thấy chơi hay rồi. Nhưng mà chơi thì hay nhưng suy nghĩ không chẳng ra cái gì. Tự nhiên rửa trứng bán ạc đi. Đấy, tự nhiên ạc nó ngon lắm mà lại ạc cực kỳ ngon luôn. Tự nhiên giờ bán đi. Tự nhiên nó chán, nó cảm xúc nó máu nó không lên kịp não. Ông mới tự dưng ông mới nghỉ kịch, ông chán. Đấy, chán hoa tiên, chán. Vào có nhờ mình mấy lần rồi, nhưng mình lại khuyên ông ấy, mình dại quá, mình lại khuyên ông ấy đừng bán. Nhưng con người người ta có một cái định luật, trong khoa học nó gọi định luật Le Chatelier, chuyển dịch cân bằng. Trong định vật lý nó gọi định luật bàn tay trái, bàn tay phải. Đấy. Còn trong cuộc sống thì mình không nhớ định luật đấy gọi định luật gì, nhưng nó là có cái trò gọi là khi mà bạn đã khuyên người ta một điều gì đấy, hai người gọi là ngang vai nhau nhá. Ông đi ra thật là còn hơn tuổi mình chứ không phải là ít tuổi đâu. Kinh nghiệm sống cũng như là chiến lược trong trò chơi nó thật là chỉ có hơn nhưng không có kém mình đâu.
Đấy, mình lại đi khuyên ông ý mới chết chứ. Sai lầm của mình là khuyên ông ý, mình lại cứ đạo lý đó. Đang giảng giải đạo lý với nhà triết học TTV. Thành ra là mình cứ khuyên ông ý thôi, anh đừng bán à. Nó lại chơi làm gì có game nào hay hơn, để xem về này đang hay thì đội hình anh đang mạnh đi. Em chết người đúng không? Mình phải khích được ông ý, chê bai à ông ý thì ông ý có động lực các bạn ạ. Đấy, thế là ông ý, ông ấy lại càng được nước thì ông lại càng nhất quyết bán. Thế sau một hai lần thì ông lại càng nhất quyết bán. Đấy, một giây phút bốc đồng này là ông quyết định bán. Đấy, mà bán à công thì được ngon lắm các bạn ạ. Bay ngay. Bay ngay tức khắc, mình không cần đăng trên kênh cũng bay, đăng trên group mua bán cũng bay. Đấy, vì à ngon quá. Đấy, nhưng sau đấy ông ấy nhảy qua xem rồi S68 lại dính vào cái máu trò này rồi. Gà bảo các bạn nghỉ tuần đấy. Chán không có gì mà chơi luôn, lại chơi lại xem vừa mới, không biết S68 hay là S69, hình như 68. À 68 hay 78 ấy, hình như 78 ấy sao ấy, không nhớ lắm. Đấy, ông chơi ông cài lên thì tem vừa 60 mấy ấy. Ông ấy cũng lạp VIP 9 luôn, ông ấy chơi lạp, bây giờ vẫn lạp, bây giờ vẫn gửi tiền mình lạp đều hàng tháng mà mỗi tháng triệu ai cũng biết vợ ông có xem video không. Đấy, ấy vẫn lạp đều mà. Để chơi. Bây giờ lạp cho ác này nhá, còn ngày xưa là lạp cho ác ở ở cái server 68 hay 78 ấy nhá. Đấy, nhưng mà hội đấy server này nó kinh quá các bạn. À 78. Ôi hội đấy server nó kinh quá. Ông ấy tưởng lạp như thế là đã dễ lấy được top. À là vì ngày xưa chơi S60 là sai lầm nhiều mà. Đấy, và đối đầu về server mình toàn VIP 14, VIP 15, VIP 13 nhiều. Nên là thành ra ông ấy khó lấy được gọi là top 1 2 3. Chỉ trong top 10 thì ông ấy vẫn đánh bầm. Thì TTV ngày xưa ấy. Đấy. Bầm à. Nhưng mà đấy, muốn sang xem mới để định làm chùm, mình nghĩ là định làm chùm đỡ áp lực hơn đi. Nói thật là đỡ áp lực, mình đoán đấy nhá. Đấy, nhưng mà ai dè anh mới thấy đúng là cái xem hồi đông nghịt tan đại gia các bạn ạ. Nó chơi nhiệt. Mà đoạn đầu nói thật với các bạn, làm gì có tính chiến thuật, nhanh cho nó vuông. Mình nghĩ là trước em vừa 95 nha, ông nào nhiều đồng đô la hơn người là người có lợi thế. Nếu như vừa có nhiều đồng đô la vừa biết chơi thì chắc chắn là họ lên nó tốt, mà không ai cản được. Đấy, biết chơi một chút thôi chứ không cần biết chơi nhiều nhá. Đấy, còn bắt đầu giai đoạn sau level 95 thì các bạn, mình nói thật, top 1 hôm nay không phải là thằng gì lé đâu, mà là giết tao đi. mà mình nói thật nhá, mình mà liều liều S7 chùm liều liều một tí, hoặc thậm chí là Kyoshi liều liều một tí, Mamachi liều liều một tí là vẫn có thể đánh được giết tao đi. Hôm qua Kyoshi có ở clip đánh được đánh được thằng gì lé luôn, đăng trên nhóm chat của group luôn. Đấy, chứ không phải là tầm này bạn mà cứ VIP cao mà chơi khôn nha, mà đã đạt top 1 rồi nha. Nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, người này khắc chế đội hình người kia, rune này rồi hồn lực lam này khắc chế lẫn nhau, chứ không phải là đơn giản đâu. Chứ còn đoạn đầu thì nó không một thị trường mấy đấy, mà để lên mà 95 biết phải 3-4 tháng chứ làm sao mà 1-2 tháng đòi chơi ngay, không chơi chán quá. Lại bán rẻ đấy, làm hình như hơn 4 triệu mà bán được có triệu. Ê, ngại nhờ mình bán à. À, bán xong thì tất nhiên là quay trở lại S60 vì chơi ở trong chăn, mình biết trong chăn có giận. Đấy, ra ngoài rồi mới biết là ngoài, ở ngoài nó toàn corona nhưng nó không phải là giận thôi, giận không thôi đã sướng đúng không? Thôi lại mua lại ạc. Đấy, lại mua ạc, đếch có ạc nào cả. À, may tại Phương Kem hẳn có cái ạc này, hắn cho luôn đi, donate cho ông mình chơi luôn, chia sẻ anh em cùng chơi luôn. Ạc 100 cây. VIP cao họ nhá, VIP 13 của một bạn ngày xưa. Bạn ấy không chơi rồi, thành ra là bạn ông Phương Kem mới mua về 100 cây. Chơi không tử tế lắm nhưng mà về cơ bản là vẫn được, gọi lực đủ. Đấy, các bạn nhìn thấy bây giờ bui lại ngon ngay. Tầm 2 tháng rồi, ông ấy về cầm 2 tháng rồi, hơn rồi, phải 3 tháng rồi. Bạn nhìn lại ngon rồi đúng không? Đấy, vẫn đánh được, thỉnh thoảng đánh được vào top không ít. Còn tỷ lệ đánh vào top tỷ lệ đánh vào top 1 ít là chuyện bình thường. Nó quá bình thường. Còn không online của anh ra ngoài hay ít ngay. Bên dưới này cũng ghê lắm. Diamond này cũng ghê lắm các bạn ạ. YouTuber cô đi nho cái gì này, người nước ngoài các bạn ạ. Đấy, đội hình ngã nhăng. Có rap bạn này. Đấy, thế để các bạn thấy rằng là đấy, cuộc chơi trong top của server 60 gọi top 30 nhưng không phải top 20 đâu, hay top 10 đấy. Rap nó nhanh nhá nhanh nhá. Bạn có rap, người ta cũng có rap. Rap của bạn chắc gì sẽ trâu bằng rap người ta. Đấy, trong khi đấy mình đang dồn lực vào cho Kensu, có thần bài và Athena nhiều quá rồi thì lấy đâu ra một lực nữa để mà dồn cho rap nữa. Thì hỏi là liệu cái chỉ số lực chiến của con rác của mình liệu có bằng được người ta không, đúng không? Liệu có trâu bò lên nhảy không? Đấy, thì hỏi các bạn nhanh, các bạn nhìn thấy là đây tùy server nhá, chứ không phải là server nào cũng thế đâu. Có thể xem vừa các bạn con rác là những cái võ sĩ có chỉ số cao nhất, lực chiến cao nhất, nhưng xem vừa mình thì không, họ dồn nó thần bài vì ai cũng biết thần bài nó chém chém rác như chém chuối rồi, nói nhanh cho nó vuông. Thần bài công lại thêm vừa công là ít,
nó chưa có hồn được 5 bão tố. Đấy, nó chưa có khoảng cách lớn về run. Đấy, nên là các bạn lại thấy là Rap nó còn chống chịu mạnh theo mình này. Đúng không? Vẫn chống chịu được, nhưng mà lượt 3 thôi. Đợi thần bài có Joker là khó mà cắn được nó lắm các bạn ạ. À, khó mà chống lại thần bài lắm. Nên xem vừa mình các bạn thấy là gọi là top Rap ấy. Đấy, nó bắt đầu phải quăng level số 20-21 gì đấy mới bắt đầu có nhá. Chứ còn đâu là không có dày đặc, dù rằng ai có Rap cả. Đúng không? Nhưng các bạn nhìn thấy số lượng Rap đạt cái lực chiến top server là thấp lắm. Không có mấy, nên Makaki của mình lực chiến còn cao hơn nhiều so với các con Rap khác. Không có mấy đấy, trăm video, 600.000 thôi. Nghe mình so sánh mặt bằng chung với S60 nhá. Và mình đảm bảo với các bạn S60 và anh tranh đoạt chưa biết thua server nào là gì luôn. Hình như có đúng một lần là thua S49, nhưng mà lâu lắm rồi. Đợt này cũng bắt đầu thắng rồi. S66 một server active cực mạnh, nhưng mà cũng chưa phải là đối thủ của S60. Gọi là cũng ngang kèo đấy, tương đối ngang kèo. Mình là 126, họ là 119. Ngang, tương đối ngang kèo đấy, chứ không phải là S66 là yếu đâu. Nhưng mà S60 của mình nó trâu hơn thôi. Nó khỏe hơn, server cũ nhưng lại có độ active cao nên thành ra là thắng thôi. Đấy. Rồi, vậy thì các bạn lại thấy rằng là server mình không thua kém server nào khác đâu về mặt gọi là mặt đầu tư, độ chịu chơi. Đấy. Nhưng mà các bạn lại thấy là đấy, Rap của họ cũng không có được chiến cao thì Rap của mình về làm sao mà chiến cao được. Đấy, cái thời thế nó tạo ra anh hùng mà các bạn. Đấy. Thì Rap của mình, nếu mà mình lấy về thì cũng không bằng Rap là người ta. Nghĩa là cũng không có thể cái sự thay đổi gì khác cho người ta. Nghĩa là mình cũng không thể nào mà thay đổi cục diện ở trong đấu trường. Bạn khác biệt thì bạn mới tạo ra sự khác biệt. À, bản thân bạn khác biệt thì bạn mới tạo ra sự khác biệt về vị thế, chỗ đứng của các bạn. Đúng không? Chứ bây giờ mà mình giống hết họ này thì thật sự là các bạn, mình nghĩ cũng chả khác được gì mấy đâu. Nó cũng không thay đổi thứ hạng được mấy đâu. Tỷ lệ thắng cao hơn một tí nhưng mà chắc chắn làm sao được. Nhưng mà làm sao mà gọi là bền lâu dài được, mà trong tương lai xa mình tính con khác rồi, vì mình không tính Rap nữa ra. Cặp Vi Metro chẳng hạn, đúng không? Các bạn tưởng tượng nhá. Đây là tưởng tượng thôi nhá, chứ mình không nói chắc chắn mình sẽ đua nhá. Là Vi tay vào vị trí này, Metro tay vào vị trí này. Đúng không? Tất nhiên mình sẽ cho Metro xuống hàng sau và Istik phải lên hàng trước rồi. Hỏi các bạn liệu có đẹp hơn không? Nhẹ nhàng thế thôi các bạn nhá, chứ mình nói thật là các bạn còn rất nhiều phương án khác, chứ không phải là một mình phương án đấy. À, và trong tương lai, bài toán sắp tới mình sẽ phải chống đối, đó là bài toán S-Mark Tedeco, bài toán S-Mark Vimeter và bài toán S-Mark Mizuchi. Trong đó nổi hơn cả là bài toán S-Mark Mizuchi và S-Mark Major. Đấy là hai cái bài toán mà mình sẽ phải giải quyết khi mà sắp tới. Mizuchi nó sẽ về trong khoảng 2 tháng nữa, gần chắc chắn là trong 2 tháng nữa nó sẽ về. Đấy là S-Mark Mizuchi nhá. Rồi là đấy, S-Mark Major thì phải lửa năm nữa. Đấy, mình phải đối đầu với những hội đấy. Và Rap hoàn toàn không phải là võ sĩ, không phải là đáp án cho lời giải đấy. À, không phải là lời giải cho bài toán đấy. Bài toán đấy, lời giải nó phải là võ sĩ khác. Ai mà chọn Rap để giải bài toán S-Mark Mizuchi với cả Major với cả Vice, đó thật là các bạn giải sai rồi. Một điểm về chỗ, à không điểm về chỗ. Ok, thành ra là mình không lấy Rap là như vậy nhá. Họ chia sẻ rất là dài, lý do lý trấu nhiều quá. Các bạn lại bảo mình lên phường trình bày, nhưng mình nói thật đấy, mình trình bày với các bạn là các bạn có một cái tư duy nhìn nó xa trông rộng, chứ đừng có nhìn vào thời điểm hiện tại. Đấy, lấy võ sĩ về để giành top hiện tại đấy, theo mình không phải là cái suy nghĩ chuẩn xác. Nhưng mà có giành được không thì điều quan trọng, có giành được không, có chắc chắn được không thì điều quan trọng. Giành được thì còn đỡ, đúng không? Còn chuẩn hơn thì mình lên lấy võ sĩ về để dự trù cho tương lai. Tương lai gần thôi chứ tương lai xa quá. Tương lai 3 đến 4 tháng thì là đẹp, chứ tương lai xa quá thì không được, đúng không? Đấy gọi là đi trước, đoán đâu. Còn các bạn mà cứ ham muốn thấy người ta chơi, đúng không? Tôi cười họ vì tất cả họ đều giống nhau, đúng không? Họ cười tôi vì tôi là cả ngố à? Ok, thôi cũng được, không sao cả các bạn ạ. Ai cười ai trong tương lai sẽ biết nhá. Chứ bây giờ thì ông cứ cười thoải mái đi. Hoan hẹn các bạn trong thêm trận đánh với HH lại nhá. Sau đó thì hẹn gặp lại các bạn trong các video theo. Trong video chiều tối nay, cà phê Melody Dad này. Đấy, cà phê mới được tay Phương Hoa Hậu vào fix team cho ngon hẳn lên. Thật sự là các bạn mà được một chuyên gia chơi nhá, biết chơi nhá. Fix arc nhá, tức là như nào không phải fix arc ở đây là thay đổi các thông số này, thay đổi rune này, phím này. Hồn đục lăm này, sắp xếp lại đội hình này, đảm bảo các bạn tứ hạng các bạn tao mầm. Cà phê trước tan le ve một đấy, giờ đánh vào top 10 chắc chân này. Vì hắn đội hình của lão ấy lực khỏe lắm, nhưng hạo ấy nói thật là bận,
không có thời gian ngồi vui thì ngồi dò. Nhưng mình thì mình phải thức hai đêm đấy, 2-3 giờ sáng mới được ngủ đấy, để đấy dò xem là đội hình nào, run nào phù hợp. Đấy, các bạn các ông đòi đúng không, ngủ trưa dậy hỏi các bạn làm sao mà có đội hình ngon được. Nhưng ông đi làm nên thành ra là chả có thời gian, thì thôi chấp nhận thôi, đúng không? Ông biết là ông ấy có thể đánh được vào, ông ấy không làm, ông lười chứ. Rồi, đây là hồi lực 5 của HH, sau này ai sẽ có thôi. Bánh một phát hết lửa cây máu của Magaki, 1/3 cây máu của... Xong mình để thần bài ở trên này. Đây cái trận mình test. Thế thì trận này là trận cũ à? Mình top 4 này là đây là trận từ lúc cũ rồi. Đây là từ cái lúc thần bài của mình chưa đổi rune. Thần bài cái đoạn này đang là rune 6 núi cho bỏ qua nhá. Sẽ về trận ông cà phê đi. Trận này là hên đấy, hên xui có tỷ lệ đấy. Trận này là đánh từ tối hôm qua thì chuẩn hơn, phải là bắt đầu mình đổi là bắt đầu từ đánh với lúc Kyoshi nhưng mà lại thua. Đầu đây 9 giờ trước gọi này. Phải 3 giờ trước thì mới chuẩn nhá. Hãy xem cái trận cà phê này. Đấy, thì như team nhà mới chuẩn, thân bài đằng trước đa phần là quang tèo sớm lắm, không có độ hiệu quả. Quên nhỉ, biết thế mấy cái hôm video test ấy mình quay cho các bạn, đêm muộn quá thành ra mình không muốn quay video. Chứ kể quay video cho các bạn thì mình đảm bảo rút được ra nhiều kinh nghiệm cho các bạn nữa. Mình test hơi bị ghê luôn. Thân bài đằng trước phế, ta bị đánh chết sớm. Team của lão cà phê thì vì nói thật là chưa có hôn được 5 bão tố của thằng Magaki, của thằng thần bài, đỡ sợ hơn là lão SH. Ngoài ra hàng trước của lão ý, hàng trước thì cũng trâu đấy. Đấy, nhưng mà xem nào, Athena 6 sao rồi sao nhỉ, sao không đưa lên hàng trước như mình nhỉ. Đấy, tung thì chống chịu cũng như mình thôi, chắc là đến lượt số 3 thôi, đến lượt số 4 là sẽ chết. Còn cái Nico thì đấy, nó cũng tầm đấy, lượt số 3, lượt số 4 là chết. Còn lại mỗi mình ráp thôi. Khi đấy thì bên đối phương, cụ thể là mình chẳng hạn, hoặc là bất kỳ ai chẳng hạn, cũng đã có lá Joker rồi, thì nó chém chết được ráp không. Đấy, chưa kể ví dụ như mình, S7 chùm hoặc Chavrel là những người còn có thêm một lá nữa là lá Kensu Tiểu Long, hoặc là lão gì đấy có con vai ấy, lão HH. Đấy, ngoài thần bài ra nhé, còn có Vice, nghĩa là chơi ở hai võ sĩ thì giết rap chứ không phải một võ sĩ, thì hỏi các bạn rap sống làm sao được, đúng không? Các bạn cứ đòi rap trụ từ đầu đến cuối như là những cái highlight các xem vừa khác ngày xưa bên Nhật toàn thế mà, rap 1/6 đúng không, đầy highlight. Các bạn đứng lên trên clip mà kiếm xem công mình làm highlight đầy, nhưng nó là ảo, nó không phải là thật đâu, không có thật đâu các bạn ạ. Giờ có chủ yếu là ở các xem vừa mới, mình nghĩ là vẫn có xem vừa mới. Ở đây là xem bao nhiêu, để nghĩ cụm 6x bao gồm mấy cái xem vừa cuối tầm 69-70, thì 68 chắc không có chuyện đấy được. Đấy, tầm cụm 7x trở lên đấy thì mình đảm bảo với các bạn nó chưa mở full môn, run nó chưa có run đỏ nhiều, thậm chí run vàng khi còn chưa full chip, run nó chưa mắc ping này, lấy đâu hồn lực 5 sao đúng không. Đấy, 3 sao là ghê gớm lắm rồi, vì họ kém mình tận gần 1 năm rồi mà. Đấy, thì đồ đạc ít nhất là phải thấp hơn rồi đấy, thì khi đấy các bạn thấy rap nó vẫn thể hiện cái sự bá đạo của nó. Đấy, thì đấy là những cái clip highlight nó như thế đấy. Rồi các bạn nhìn thấy sau chết đấy, được mấy lượt 2 rồi các bạn đã nhìn thấy bung rồi kìa. Đấy, các bạn nhìn thấy tung bây giờ yếu lắm. Đấy, tung phải có một cái hồn lực như của mình ấy. Đấy, thì mới chống chịu được, mới hàng trước được. Nếu không thì mình nghĩ các anh em phải tính nước cho ông cụ xuống hàng sau, để hàng trước chết ngay. Tiêu mình là tấn công là hơi yếu ấy nhá, mình vẫn là thủ nhiều hơn đấy, đồ ra đồ thủ mà. Mà các bạn nhìn thấy, ôi bên đối phương bị ám rồi đấy, thần bài bị ám đấy. Rồi các bạn nhìn thấy đấy, tung mình sống chống chịu được. Mình lại còn có một trò nữa là trò Leveless, để đảm bảo là các bạn rap lại còn không được chơi luôn, không được chơi luôn, vì dính phải cái tuyệt kỹ của Leveless nó đuổi luôn. Thế là đúng không, để đảm bảo các bạn này thấy tánh không được chơi mình, nhưng mà nói nhanh cho đối phương. Còn con nào mà trốn sau rác thì kèn đục chết. Con này bị giảm 50% thủ rồi. Chả giảm thì cũng chết rồi, 3,6 triệu đam mà. Chí luôn. Quả sư gia tương 4,5 triệu. Tôm gầy nhẹ là chết. Rồi, thần bài còn ship nữa thì... nhiều máu thế. Rồi, các bạn rác full bình, các bạn xem mình quẩy rác nhá. Có lá Joker rồi này.
đánh độc chiêu vào rap, các bạn thấy rap cũng cất ngây luôn, chưa nói tới việc là tung tuyệt kỹ. Ai ai ao shit chết chưa, quả đấy là mà thần bài có một phát gọi là tuyệt kỹ nữa thì ăn đấy, đúng không? Đánh lâu cũng phải chết thôi, đúng không? Tiếp tục lại không được chơi, ác thật, thằng này ác thật, ác nha, chơi trò đều thật. Có con tanh xịn này không được thi đấu. Ok các bạn, nói đấy, Athena là phải có hai con tanh. Nói chung là sau này các bạn lại thấy khi đối đầu với team của mình, bạn phải có hai tanh, chỉ một tanh là các bạn không được dùng đâu, có mà không được dùng đâu. Rồi thì Ken S-Max các bạn lại thấy nó sẽ xiên chết. Một chấm máu này thì chắc là tuyệt kỹ của Ken là đã giết được rồi, chưa cần tới hội khác đâu, chí luôn này các bạn này. Đấy, 1,7 triệu đam mà ổn đúng không các bạn? Đấy, đúng không? Rap chắc ông lại mới lấy về, thành ra là cũng chưa mới lấy, vừa mới lấy chắc vừa mới ốc về. À, mình nghĩ là nó cũng chưa đủ đồ đâu, đủ đồ là Ken, nói thật với các bạn, mình đục Ken, ví dụ đục Ken của Hoa hậu nhá, của giết tao đi ấy, hoặc là của X7 chùm nhá. À, nói thật là hơi hơi khó đấy, hơi khó đấy. Thôi hẹn bạn bạn trong các video tiếp theo nhá. Đấy, rap là thật là vẫn trâu, mình xin khẳng định là không chưa là, còn những bạn nào lấy rap thì mình xin khẳng định là cũng đừng có thất vọng làm gì cả. Đấy, như mình nói, rap ít nhất phải sử dụng được trong vòng khoảng 5 đến 6 tháng nữa, nghĩa là khoảng nửa năm nữa thì nó mới có khả năng bị thay ra. Đấy, chứ còn bây giờ nói thật các bạn nó vẫn còn hữu dụng vô cùng. Đấy, các bạn nào mà lấy về thì đừng có tiếc, tùy thuộc vào mỗi server, mỗi thế trận khác nhau thôi, chứ không phải là ác bạn dùng ác láo đâu. Đấy, mình chia sẻ với các bạn này, lấy cái tư duy, lấy cái định hướng thôi, chứ không phải là ví dụ điển hình để các bạn bắt chiếc nhau nhé. Rất cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi, hẹn các bạn trong video tiếp theo. Đừng quên để lại comment nhận xét về suy nghĩ của mình nhá, biết đâu mình chính sai, anh em xui để mình vào hồn hạp rap đấy, mình còn quay xe mình lấy hấp tới lại có rap các bạn, lại hồn hạp rap thì thật là ngon không kém vòng đua ấy đâu. Đấy, biết đâu các bạn xui mình lại mở mang cho mình theo một cái tri thức khác, mình lại quay xe theo rap, đúng không? À, vẫn được mà các bạn. Đấy, kim cương còn là vẫn được hết, hẹn lại các bạn trong video tiếp theo.